Trào ngực dạ dày là một vấn đề phổ biến gây ra nhiều khó chịu, bao gồm cảm giác nóng rát ở ngực, ở nóng, đầy bụng, buồn nôn và khó tiêu. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản tại nhà để giảm tình trạng này mà không cần dùng thuốc. Dưới đây là 8 mẹo giúp giảm trào ngực dạ dày hiệu quả. 1. Chia nhỏ bữa ăn Việc ăn quá nhiều trong một bữa ăn có thể làm tăng áp lực lên dạ dày và dẫn đến trào ngược axit. Thay vì ăn 3 bữa lớn, bạn nên chia nhỏ bữa ăn thành 5 đến 6 bữa nhỏ trong ngày. Điều này giúp giảm tải cho dạ dày và duy trì quá trình tiêu hóa ổn định. 2. Tránh thức ăn và đồ uống gây kích ứng. Một số loại thực phẩm và đồ uống có thể kích thích trào ngược dạ dày, bao gồm thực phẩm cay, dầu mỡ, cà phê, rượu, nước có ga sô-cô-la và trái cây có muối. Hãy cố gắng hạn chế các loại thực phẩm này để giảm nguy cơ axit dạ dày bị trào ngược. 3. Tránh ăn trước khi đi ngủ Hãy cố gắng kết thúc bữa ăn, ít nhất 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ. Điều này giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa thức ăn trước khi bạn nằm xuống. Khi nằm ngay sau khi ăn, axit dạ dày dễ trào ngược lên thực quản hơn, gây ra cảm giác khó chịu. 4. Kiểm soát cân nặng thừa cân hoặc béo phì làm tăng áp lực lên dạ dày và cơ vòng thực quản dẫn đến nguy cơ trào ngược cao hơn duy trì cân nặng hợp lý không chỉ giúp giảm tình trạng trào ngược mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác năm ăn chậm nhai kỹ việc ăn quá nhanh có thể khiến dạ dày không kịp xử lý gây ra tình trạng dư thừa axit bằng cách ăn chậm và nhai kỹ bạn giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn giảm thiểu nguy cơ bị trào ngược axit. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.